Hello, xin chào bà con cô bác. Đây là ruộng bắp cải đấy, ruộng bắp cải tại Nghệ An. Đây ruộng này ở tại Nghệ An đấy. Đấy, mùa này thời tiết rất là ẩm. Mấy ngày hôm nay là gió mùa, mưa, có mưa rất là mưa phùn, hạt khá là nặng. Đây. Đây bây giờ cài đã ra bông như thế này đây. Bông này cũng gần bán được rồi. Tầm này thì khoảng 10 ngày nữa. 10 ngày nữa là bán đồng loạt. Đấy. Nói chung là cài không đều. Bông thì to, bông thì nhỏ, cũng có một số bông nhỏ. Đấy. Đây như bông này. Đây, nó cuộn như thế này. Nói chung không đều 100% được. Đấy, đây là bông đẹp này, bông đẹp. Cái vật cải này bông cũng không được lớn lắm. Cái giống này bông không được to lắm. Toàn là nó trung bình. Cái này thì do giống hay là do chăm, do phấn thì không biết được. Đấy. Cũng có thể là do giống hoặc là cũng có thể là do phấn. Đấy. Một là chất lượng phấn kém cho nên là nó không đạt hiệu quả, nhất là phấn hóa học. Cái này tôi bỏ phân rẻ, cái chỗ bên này là bỏ phân rẻ này, cho nên là lá không được xanh, lá màu nó bạc bạc này, cái màu lá nó kém. Còn về phân chuồng thì nói chung là bò cũng đạt tiêu chuẩn, nhưng mà phân hóa học là phân NPK là bỏ lại phân rẻ cho nên là không không đạt chất lượng lắm. Thì cây này cũng chưa biết được là do giống hay là do phân, nên vì cây cây rất là kém này, cây cây lá nhỏ đấy, lá nhỏ thế này thì bóng nó cũng nhỏ. Một lát nữa tôi sẽ quay một một sạp cày là trồng buồn hơn, nhưng mà bỏ phấn phấn chất lượng cao cho nên là cái màu lá nó khác, một cây nó to và lá nó to hơn. Đấy. Mấy ngày hôm nay mưa này, ở Nghệ An thì thời tiết thất thường lắm. Mùa này thì có ngày thì nắng, có khi là trời rét nắng hanh khô, có lúc là nồm ẩm. Đấy, có gió mùa về có lúc lại mưa dầm, cho nên thời tiết rất là thất thường. Đấy, đấy bướm bay rất là nhiều này, trời hôm nay lại nồm ẩm, lại mưa phùn, lại bướm này, đấy bướm này nó đẻ ra ra, ra 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 con rất là nhiều, đẻ ra trứng rất là nhiều. Cái này là nó thành bông rồi, cho nên là sâu nó không 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 phá hại được vào bông, cho nên là không sợ nữa. Còn cây bắp cải nào mà bắt đầu vô khuôn đó, là có bướm này xuất hiện là nó đẻ trứng rất là nhiều, là trời mà ẩm cái là nó phản ra con rất là nhiều, cho nên là phải phun thuốc để diệt sâu. Còn như đây đã vào bông rồi thì không cần phải phải phun nữa, bởi vì nó đã cuộn rồi, nó thành bông rồi. Cải là tôi không 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 bẻ là gốc đấy này, là gốc rất là nhiều này. Đấy, là gốc này tôi vẫn để nguyên là gốc này, là gốc kín luôn đấy. Có một số nhà vườn họ làm là họ thường họ họ đi bẻ cái là gốc này để cho cây nó thoáng thoáng gốc thoáng cây, và để cho nó cây nó tập trung dinh dưỡng vào cái lá chính và vào bông. Đấy, nhưng mà tôi không bẻ, tôi để nguyên vậy. Thì cùng theo kinh nghiệm tôi làm thì cùng tôi không cần bẻ, là bởi vì là bẻ thứ nhất là nó tốn công hơn, thứ hai là bẻ là nó tạo ra cái vết thương,
vết thương ở dưới gốc thì nó cũng thường là nó cũng dễ bị nấm nấm bệnh tấn công hơn. Đấy. Cho nên là bẻ là gốc và không bẻ thì nó cũng có mặt lợi và mặt hại, đều là nó có mặt lợi và mặt hại như như nhau cả. Cho nên là khi trồng cái bắp cải này, bà con cô bác cũng có thể lựa chọn là một là bẻ bớt cái lá gốc đi, hai là để vậy cũng được, nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Nếu mà làm diện tích lớn thì không đủ thời gian, bẻ lá gốc thì để vậy cũng được. Quan trọng là cái chế độ tưới nước, tưới làm sao mà nó lúc nào cũng đảm bảo về độ ẩm, đủ nước cho cái bắp cải này nó phát triển, và còn không làm cho cái bắp cải này bị hư. Đấy, như những cái ngày mưa dầm này á, thì tốt nhất là tưới rửa mưa, bởi vì trong mưa dầm mưa phùn nó thường là nước mưa nó có nhiều axit, nó cũng làm cho cái cải hay bị cháy lá, hư bông. Cho nên là nếu mà chủ động được nước tưới thì cũng nên tưới rửa nhiều lần trong ngày đối với những cái ngày mưa dầm, để cho nó không bị cái nước mưa nó mưa dầm nó làm hư hại cái cải. Đấy, còn đối với những cái ngày mà nắng ấm, thời tiết khô ráo thì bà con cô bác nên tưới cái bắp cải này thì nên tưới vào buổi sáng, sáng sớm và buổi trưa, hai thời điểm tưới nước tốt nhất. Đó là tưới để không nên tưới vào buổi chiều tối, bởi vì tưới vào buổi chiều tối thì thường là cái độ ẩm nó quá cao. Đấy, dư lượng nước nó tích tụ trong đêm quá nhiều thì thường là cũng nấm bệnh dễ tấn công, đặc biệt là cái bệnh làm thối cổ, thối gốc, thối lá ở là gốc, gọi là trụt cồi, người ta gọi là trụt bóng đấy. Đấy, nấm nó làm cho trụt bóng cải này cũng khá là phổ biến. Cho nên là tưới vào buổi sáng sớm và buổi trưa để buổi chiều nó khô ráo, nó đỡ bớt nấm bệnh để làm hư hại cây bắp cải. Đó. Đây. Cái bông nào mà ra khi nào thu hoạch thì bông nào nó đạt về trọng lượng và độ cuốn đấy thì đến thu hoạch trước, bông nào chưa đạt thì để thu hoạch sau, bông nào cuốn chặt cứng đạt trọng lượng thì thu hoạch trước. Đấy, đây là bắp cải chuẩn bị thu hoạch này, cái này tầm này 10 ngày nữa là thu hoạch đại trà này. Đấy, giai đoạn này thì nên là luôn luôn phải giữ nước cho nó luôn luôn đủ nước để cho bông cải này hút đủ nước để cho nó cuộn nhanh và bông chặt. Đấy, đạt trọng lượng. Đấy. Buổi sáng thì nên tưới đậm đà và buổi trưa cũng tưới đậm đà. Còn chiều tối thì có thể dừng tưới lại, không cần tưới. Đấy. Đối với trời ngày nắng ráo, còn ngày mưa này thì có thể tưới rửa nước mưa thường xuyên cũng được, có thể rửa ngày tưới hai ba lần ba đợt, bởi vì là nếu không tưới thì nước mưa nó cũng xâm hại. Còn bây giờ tôi sẽ quay cái khu vực này đấy, là hai luống cải này là trồng sau đấy, trồng sạp muộn hơn. Đấy, cùng đi nhổ trong đi mua cây giống trong một cái vườn ươm như nhau cả, nhưng mà ở đây thì phần chuồng là bỏ như nhau. Đấy, phần chuồng hoài mục là bỏ như nhau, nhưng mà thay đổi là phân phân hóa học là thay đổi. Đấy, phân NPK là mua loại phân khác, đấy là phân bỏ phân đầu trâu này.
phấn đấu trâu thì nó đắt hơn, giá thành cao và đắt, cho nên là chi phí cao hơn. Đấy, đấy mà bò thì thấy là cây nó to hơn, chưa cuộn nhưng mà nhìn cây là nó to, cây hơn là to hơn đây, và cái đồ xanh là xanh hơn đấy. Đấy là phấn đấu trâu này, phấn đắt thì bò ít lại, bò tỷ lệ ít hơn nhưng mà cây vẫn cứ xanh đậm đà hơn đấy. Thì chắc chắn là cái hai cái luống cải này thì là to hơn, thì chắc chắn là bông nó cũng sẽ là lớn hơn này. Đây, lá này nó xanh đậm đà này, đây là vô khuôn đấy này, vô khuôn cả đấy, đấy như đây cũng là vô khuôn hết đấy này. Đấy, đây vô khuôn cả đấy. Trường hợp này mà vô khuôn như thế này mà nếu như mà thấy phát hiện ra sâu nhiều á, thì cũng có sâu 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 non phá hoại cái bắp ngải thì cũng nên phun cho nó một lần thuốc diệt diệt sâu nữa. Nếu không phun thì nó sẽ cuộn vào trong và con sâu nó ẩn vào trong bông, nó sẽ đục và phá hoại trong bông đấy. Còn trường hợp mà không có sâu thì như ở vào cuốn như thế này là ngừng ngừng thuốc phun này. Năm nay thời tiết ấm cho nên là sâu bướm nó phát triển cũng ghê lắm. Năm nào mà thời tiết ấm thì sâu bướm nó phát triển cũng mạnh lắm, phát triển rất là nhanh. Đặc điểm của trứng bướm thì thời tiết ấm là nó sẽ nở. Năm nào mà rét đậm rét dài ngày thì rất là đỡ sâu, không có sâu, bởi vì trứng nó không phát không nở được. Đây, quay đây cũng thấy có thỉnh thoảng có đôi con bướm bay đây, đây đây bướm đây đó đó, bướm đó, con bướm trắng này nó sẽ đè đấy. Đấy, nó đè nó sâu đấy đó. Trong vườn này chỉ khoảng tầm 4-5 con bướm thôi, khu vườn này 4-5 con bướm nó xuất hiện 5 con thôi là nó đẻ ra bao nhiêu là sâu rồi. Bướm càng nhiều thì sâu càng nhiều, cho nên là phải phun thuốc trừ sâu để mà diệt bướm. Thì video quay đến đây là xin kết thúc. Nếu bà con mà thích video thì nhớ cho lượt like và nhớ đăng ký kênh. Chúc cho bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe và làm vườn thành công. Xin chào bà con cô bác.